quạt năng lượng mặt trời mà không chạy được 12 đến 20 tiếng thì vứt đi anh em ạ. Thật sự luôn. Đã xác định mua cái quạt năng lượng mặt trời phải chạy được tầm khoảng 12 tiếng là ít anh ạ. Mà không phải chạy được 20 giờ liên tục thì mới xứng đáng là một cái quạt năng lượng mặt trời. Đây anh em xem hai cái mẫu này nhá. Mẫu này là mẫu độ X3 pin này. Thì cho thời gian sử dụng khoảng 20 giờ liên tục, chạy lực mạnh nhất nhá, lực 12 này. Đấy, còn cái quạt này là quạt độ X2 pin. Thì thời gian sử dụng của nó cũng quanh loanh quanh đâu đấy tầm khoảng 12 tiếng mới hết pin anh em nhá. Cực khỏe luôn. Đấy anh em đã xuống tiền mua những cái quạt này thì anh em nên cân nhắc, chứ không thì nhiều khi anh em lại bớt đi 1-2 chục mua quạt chạy 5-6 tiếng bực mình á. Nó bực mình bởi vì trong lúc anh em cắm cái quạt này này, tức là anh em mua quạt này đúng không, và có ý định là lắp ở giường thay cho cái quạt mình đang dùng, thì nó mắc vấn đề là bây giờ tối nó mất điện, mà nó mất từ độ 7-8 giờ tối cho đến sáng mà anh em lại chạy được 6 tiếng thì đến độ 3 giờ đêm nó hết điện thì anh em làm nhỉ, đứt chứ còn làm gì nữa. Nên anh em nên cân nhắc là nên mua quạt nào nhá. Nếu anh em có điều kiện một chút thì nên chuyển sang dòng chạy 10-20 tiếng này, này thì đảm bảo chạy xuyên đêm luôn, chả bao giờ phải lo. Đến sáng ngủ dậy nhá thì anh em lắp cái tấm pin này này. Đây này. Anh em sẽ cắm đằng sau nhá, cắm sau đây này. Cắm sau rắc nạp nhá. Cắm đây nạp này. Đấy. Xong. Hệ thống sẽ thi hành nạp cho anh em nhá, nạp tự động luôn này. Sử dụng năng lượng mặt trời nạp nhá. Đây là ban ngày, còn nếu anh em muốn anh em dùng cái này nạp cho mình này. Cái này có củ nạp đi kèm nhá. Đấy. Cắm củ này vào xong là nạp điện luôn. Tức là ban ngày nếu mà muốn dùng năng lượng mặt trời nạp, nạp mà không muốn thì dùng cái củ nạp nạp thêm được. Còn tối mất điện thì dùng thêm này cho mình này. Đây. Cái này tặng kèm nhá. Bình thường anh em mua nó không có cái này đâu. Cái này này. Đấy. Lắp đèn chiếu sáng thoải mái nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Anh em có thể chạy quạt chạy đèn, tức là vừa chạy được quạt chạy đèn với nhu cầu cơ bản. Cái chính là chạy được khoảng 20 tiếng thì lắp thêm cái bóng đèn vào thì nó cũng rơi vào khoảng 18 tiếng thì mới trụ được. Chứ còn nếu mà anh em lắp ít quá thì nó không đủ thời gian để anh em dùng. Mà không đủ dùng anh em biết rồi, đang đêm mà nó tắt thì bực mình lắm anh em ạ. Nên tốt nhất là lên mua bản pin nó cao một chút, chạy tốt hơn nhiều. Và đằng bộ này có tích hợp thêm cả sạc điện thoại luôn nhá. Anh em lắp cái, tức là đằng sau có cổng USB này này. Thì cái cổng USB này anh em chỉ cần lắp thêm cho mình cái sạc điện thoại cắm đây này. Cái cổng USB ấy, là nạp điện thoại luôn nhé. Rất là tiện luôn, pin trong to tủ gỗ luôn anh em ạ. Đấy, dòng X3 thì như vậy, còn X2 thì ở mức vừa phải hơn. Nhưng mà dùng thì vẫn là cơ bản thôi, không có gì thay đổi cả. Cánh thì là cánh bằng inox anh em, siêu bền rồi. Tấm pin đây. Đấy, đồ đi kèm đây. Có cái giá này. Đồ bắt tấm pin này. Nhưng mà cái này thì ít khi dùng lắm. Mấy cả cái này ít dùng. Thường tấm pin ta quẳng inox là xong rồi. Chạy mát rượi rồi. Chạy cứ tầm khoảng 12 tiếng thoải mái rồi. Một đêm chạy vô tư rồi. Mang ra chợ hoặc đi bán hàng rong. Đi bán hàng rong mà 12 tiếng thì thôi. Nói chung là từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối chạy nhòe, không bao giờ hết điện anh em ạ. Cứ thế nó chạy suốt rồi.